Với tất cả các câu lạc bộ của chương trình toàn tỉnh Thái Nguyên và hôm nay đặc biệt là câu lạc bộ chương trình xã Yên Linh đi đầy đủ một chuyến xe rất là tuyệt vời và đây là một món quà đầu xuân cho mời bà lên xe. Mời bà lên xe. Bỏ khẩu trang ra cười tươi thì bầu kính mặt đời ai nhận lì xì lên xe rồi, lên xe luôn rồi. Cảm ơn. Đi mang bà lì xì. Rồi, cảm ơn. Lì xì luôn. Con lì xì bao đỏ đi. Nhiều nhiệm vui này. Lì xì bao đỏ. Bao đỏ, bao đỏ, bao đỏ luôn. Lì xì để cháu lớn. Các cụ ăn nhé. Chị chọn bà nha, nhiều nhiệm vui xin phải như bà vui. Ăn to cháu lớn. Thiếu ai đâu mà lại bảo thiếu ông, cùng 46 người đây.